Đấy, một chàng của nó đấy, ù tai luôn các bác nhá. Một chàng của nó phải chắc phải khoảng tầm khoảng 1 phút. 1 phút đến hơn 1 phút đi các bác nhá. Rất là lâu luôn. Cái này các bác có thể là thu âm lại, sau đó thì mình phát lên loa các bác nhá. Đó. Con pháo điện này thì bên shop đang gửi tới các bác với cái giá đó là 500k bao ship các nhá. 500k bao ship cho con pháo điện này. Đấy, con này thì nâng lên thì nó như này, Phương. Nâng lên cho anh chị. Đấy. Nâng lên thì sẽ như này các bác. Đấy, đây. Đấy, đây. Người đẹp cùng với pháo hoa đây các bác nhá. À pháo điện đây. Đó. Đây. Đấy, các bác nhá. Đó thì dâng lên nó như này. Đấy. Được, khoảng nói chung là tất cả từ dưới chân lên đến đỉnh thì khoảng 1,5 m. Đấy thì các bác cứ treo như này. Đấy, treo cho em như này là ok. Đấy. Thì cái này nó đã có dây sẵn rồi. Về các bác cứ treo này xong sau đó thì cắm điện vào là ok các bác nhá. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em là pháo điện các nhá. Đó, lên mã giúp cho em là pháo điện. Con này thì bên shop đang bán với cái giá là 500k. Đó. Pháo điện này. Đó. Lên mã giúp cho em là pháo điện. Đó. Ao ao, pháo điện này. Đó. Lên cho em là pháo điện nhá. Bên em bán là 500k một con này. 500k vào bao ship cho cái mã pháo điện này. Bác nào cần đặt hàng thì khẩn trương đặt luôn để tránh cái việc là hết hàng cũng như là Tết nhất đến nơi rồi các bác sẽ không nhận được hàng sớm để chơi Tết. Đó. Thì em sẽ hướng dẫn các bác cái cách sử dụng nhá. Về nhà thì nó có cái rắc như này. Đấy, có cái rắc cắm như này. Thì các bác kết nối vào cho em là xong. Đây. Đấy. Nó có cái rắc cắm như này nhá. Đây nó có cái rắc cắm kết nối này. Đấy. Thì các bác kết nối là đúng đầu cho em. Đó. Nó có một cái vạch như này và có cái phần âm dương như này thì các bác kết nối đúng đầu cho em là được. Đó. Còn về cái phần điều khiển này thì nó sẽ có là 4 nút. Thì nút bên trái bên trên. Đây, nút bên trái bên trên này là bật này. Nút bên phải bên trên này là tắt này. Bật này, tắt này. Nút này là bật này, nút này là tắt này. Còn nút này là điều chỉnh nháy nhanh nháy chậm các nhá. Đấy, điều chỉnh nháy nhanh nháy chậm. Và nút này là tắt hẳn này, tắt hẳn nháy này. Đây, nút này là bật nháy lên này, nút này là điều chỉnh nháy nhanh nháy chậm này. Đấy các nhá. Đó, đây. Thì nó sẽ như này. Bao gồm là cái nút nút này là bật pháo hoa, nút này là bật nó kêu này, nút này là tắt này, nút này là cho nháy nháy chậm mà nút này là tắt nháy các nhá. Đó, nó chỉ có thế thôi. Đây, nút bên trên này. Nút bên cạnh này là tắt này. Đấy, nút này là nháy này, nút này là tắt đi này. Đấy, nó chỉ có vậy thôi các bác nhá. Nói chung cũng rất là giản đơn thôi. Không có cái gì là phức tạp cả. Về các bác chỉ việc thế là sử dụng thôi các bác nhá. Đó. Đấy thì một cái bộ pháo điện như này. Đấy, pháo điện như này. Bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị với cái giá đó là 500k. Đó, 500k và bao ship cho cái mã pháo điện này anh em nhá. Đó. Bộ pháo điện này thì bên shop đang gửi tới anh chị với giá là 500k bao ship. Đó. Đây, khi các bác nhận được hàng thì hàng sẽ trong hộp như này các nhá. Hàng trong hộp như này, nó rất là đơn giản thôi. Về các bác dở cái này ra cho em, sau đó thì ở trong hộp này là nó sẽ đầy đủ cho các bác rồi. Bao gồm là điều khiển này. Đó, bao gồm là điều khiển này. Điều khiển đây nhá, điều khiển đây này. Đấy. Đây là cái thân máy chính của nó này, thân kêu chính của nó này. Đó, nơ niếc các thứ đầy đủ như này cho các bác chọn bộ luôn. Chỉ có lưu ý các bác cái cách cắm thôi. Cách cắm thì ở đây nó sẽ có là một cái rắc như này. Một cái rắc như này các bác này. Đấy, một cái rắc như này. Thì các bác cắm đúng chiều sống cho em. Ở đây thì nó có cái phần sống này là các bác cắm không được thì các bác chỉ cắm đúng chiều sống cho em là ok. Đấy, đúng cái phần sống này là ok em nhé. Đấy, con này nó cắm điện 220. Nói chung là rất là dễ sử dụng thôi. Đó, không có cái gì là phức tạp cả. Nó có hai phím điều khiển, nếu mà các bác mất điều khiển thì các bác có thể điều khiển trực tiếp ở trên thiết bị cũng vẫn ok em nhé. Đó. Các bác có thể điều khiển trực tiếp trên thiết bị được luôn. Đấy. Thì lưu ý các bác vậy để các bác biết lối sử dụng thôi, không có gì là phức tạp cả. Đây. Điều khiển trực tiếp ở trên thiết bị là cái này. Các bác có thể là ấn vào cái nút này để điều khiển này. Đấy, đây nhá. Đấy, đây. Đấy, nó có cái nút điều khiển trực tiếp. Đây, cái hình trái tim này là nút điều khiển trực tiếp. Hoặc là các bác điều khiển qua điều khiển từ xa. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em là pháo điện 500k. Đấy. Lên mã cho em là pháo điện 500k bao ship cô nhá. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên em tiếp tục về cái sản phẩm đó là cái xịt chống thấm. Các bác lên mã giúp cho em là xịt chống thấm. Các bác lên mã giúp cho em là xịt chống thấm. Chai này thì bên shop đang gửi tới các bác với giá là 50k một lọ này. Đó.
Đấy, 50k một hộp này nhá. Đấy, 50k. Đó. 50k một hộp xịt chống thấm này các bác nhá. Đó. Dung tích của nó là 450ml, 450ml. Đấy. Thì giá bán là 50k. Bác nào lấy từ 3 lọ trở lên thì bên em sẽ bao ship nhá. Đó. Đây thì giả thử như đây là một cái bề mặt của cái miếng tôn hoặc là tường nó bị nứt đây, thì em sẽ xịt thí điểm cho bác xem nhá. Đó. Sau đó thì em quay đến cuối video thì em sẽ cho các bác xem cái kết quả. Đây, đấy. Cái này thì nó là thuộc cái dạng keo non. Đấy. Đây. Đấy coi nhá. Đó. Đấy coi nhá. Đó. Thì cái này nó sẽ thấm sâu vào, nó thẩm thấu vào, nó sẽ tan chảy. Nó sẽ tan chảy ra các nhá. Đấy. Khi mà nó tan chảy ra ấy thì nó sẽ giúp cho những cái vết nứt nó sẽ liền lại các nhá, liền lại luôn. Đó, nó là như thế. Thì đây là em sẽ cho các bác xem cái video thực tế mà rất là nhiều người ta sử dụng và người ta đánh giá nó rất là tốt luôn các bác nhá. Đó, đây. Thì bên em bán là 50.000 một hộp, bác nào lấy từ đây các bác nhá, nó rất là ngon luôn. Đấy, khả năng chịu nhiệt lên tới 80 độ luôn. Đó. Thì con này bên shop đang trân trọng gửi tới quý các bác anh chị với cái giá đó là 50.000 một hộp. Bác nào lấy từ 3 hộp trở lên thì bên em sẽ bao ship coi nhá. Đó. 3 hộp là bằng 150k. Đó, 150k và bao ship. Đấy, 3 hộp là bên em sẽ bao ship. Đó. Thì cái dòng này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Nó sử dụng thì rất là rộng rãi và rất là tốt luôn. Và các bác cũng đã được xem cái video thực tế review của anh nhá. Đó, các bác đã nắm được cái chất lượng của nó. Đây. Đấy. Thì đây là nó mới có một lúc thôi là các bác thấy là cái bề mặt của nó đã phủ kín cái chân giấy rồi các bác nhá. Đấy, và nó sẽ khô đi, nó sẽ keo lại các bác nhá. Nó sẽ keo lại. Đấy. Rất là bền và chắc chắn luôn. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Đó, và các bác cũng xem cái video rất là chi tiết rồi các bác nhá. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em lại tiếp tục về cái giá đỡ điện thoại các bác nhá. Đó. Cái này thì bên em bán giao lưu cho các bác thôi, để cho các bác sử dụng thôi, chứ còn thực tế ra thì nếu mà bán cái giá là 30.000 như này thì cũng không có lãi là gì nhiều đâu. Đấy. Thì cái này bên em bán là giá là 30k. Bác nào lấy từ 5 cái trở lên thì bên em sẽ bao ship. Đấy, các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Giá đỡ điện thoại coi nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là giá đỡ điện thoại. Giá đỡ này. Điện thoại này 30k. Đấy, lấy từ 5 hộp là bao ship, 5 hộp là bao ship bác nhá. Đó. 5 hộp này là bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy. Thì sản phẩm của nó như này, đựng trong hộp như này các bác nhá. Đó. Bao gồm là đấy, nó sẽ bao gồm các cái chi tiết này. Một cái thân chính để các bác bắt vào cái chân này. Đấy, thân chính đây. Các bác bắt vào cái chân này cho em. Đây. Bắt vào đây nhá. Đó. Và đây là cái này thì các bác bắt vào đây này. Đấy. Sau đó thì các bác tống cái chân này vào này. Đây. 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 Đây cái chân này các bác cho vào đây. Để rút lên rút xuống các bác nhá. Đó. Cho vào đây để rút lên rút xuống này. Đấy. Đấy, cho vào đây để rút lên rút xuống. Đây là cái khóa này, đấy cái khóa các bác nhá. Đó. Còn cái này thì các bác xoáy cái chân này vào này. Đấy. Xoáy cái chân này vào. Đây. Đấy. Xoáy cái chân này vào đây. Nói chung là nó cũng dễ kết nối thôi.
và nó rất là tiện dụng và ngon không nhá, để các bác có thể sử dụng lâu dài được. Đây các bác đẩy vào chưa, đó đấy, như này là đã lắp ráp xong các nhá. Đấy các bác có thể ngửa lên ngửa xuống, xoay tứ phía được luôn các nhá. Đó đây thì các bác sẽ tùy theo cái nhu cầu mục đích sử dụng và cái thiết bị của mình. Đây đấy, đây ví dụ như là con điện thoại của em nó cũng rất là to và nặng luôn. Đây đấy, để rất là ngon luôn các nhá. Đây đấy, em để các bác xem này. Đấy, rất là chắc chắn luôn các nhá, rất chắc chắn luôn. Đây các bác có thể xoay ngang như này, xoay ngang ra như này đó, xoay ngang ra như này đấy. Đấy các bác có thể xoay như này đấy, một là xoay ngang ra, hai là xoay dọc để các bác sử dụng rất là chắc chắn luôn các nhá, rất là chắc chắn luôn đó. Đây đấy, đấy thì các bác cứ này các bác sử dụng thôi, nó rất là tiện. Con này thì giá chỉ có 30.000 nhá, giá chỉ có 30.000 thôi đó. Mã tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô ô nhặt tự động của nhá. Đó các bác lên mã giúp cho em là ô nhặt này, đó ô nhặt này đấy, ô nhặt tự động đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá, đó 90k cho một con ô nhặt tự động này. Hàng thì rất chất lượng, bác nào lấy từ 3 cái trở lên thì bên em sẽ bao ship cho các bác. Đó đây có quai đeo các nhá, có quai đeo như này đấy. Và thì con này thì nó là dòng ô tự động con này đấy. Đây em mở ra cho bác xem nhá, mở ra này đấy, ô này của nó đường kính là 10, đường kính của nó là 1 mét này, nan của nó là 10 nan và nan là nan kép rất là dày dẫn chắc chắn đấy. Các bác có thể đi ngoài gió to rất là ok luôn đấy. Con này thì nó sử dụng chế độ tự động đây, bóp vào này là nó sẽ sập xuống này đấy, rất là tiện luôn nhá. Mở ra này đó, ấn vào này rất là ngon luôn. Khi các bác lắp vào thì chỉ cần là xoay đều tay như này cho em là xong đấy, xoay đều tay như này là cái ô nó sẽ quận vào theo đúng chiều nhá. Đó đây đấy, quận này rất là ngon lành luôn, rất dễ dàng luôn nhá. Đó con ô rất là gọn luôn đó, đây đây đấy, đây rất là ngon lành luôn nhá. Đó rất là ngon lành luôn. Đấy, rất là ngon lành luôn. Đây, đấy. Mất hai cái món nhiều tiền thôi, còn lại là đấy. Các bác xoay vào này là xong. Đó. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em là ô nhặt coi nhá, ô nhặt tự động đóng mở nhá. Đấy, đường kính là 1 mét, nan của nó là nan kép và vải là vải nước đổ đầu vịt chống tia UV em nhé. Đấy chống tia UV, tia cực tím, các kiểu là điều luôn. Đó, ô nhật 90k các nhá, ô nhật 90k. Đó, mã tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái sản phẩm đó là cái giá thanh cài dao các nhá. Các bác lên cho em là thanh cài dao. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con thanh cài dao như này. Đây các bác nhá, đó thì một cái con thanh cài dao như này. Con này thì rất là chất lượng luôn các bác nhá. Đấy các bác nhận hàng là nhận luôn chứ không phải chỉ có chê được con này các bác nhá. Đó, inox 304, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Các bác lên mã giúp cho em là thanh cài dao nhá. Đó, thanh cài dao. Con này thì bên shop đang bán với giá là 130k và bao ship. Con này thì giá nó khá là tốt rồi. Đấy, giá nó khá là tốt để trân trọng gửi cho các bác luôn. Đấy, giá bảo hành, giá tốt cho bác luôn. Nhiều bác nhận hàng về thì các bác lại bảo là tao có mua cái mắc áo đâu. Đấy, nó rất là vô lý. Cái này để các bác treo dao, treo dợ các thứ hoặc là treo tạp dề cũng rất là ok. Còn cái này để các bác xỏ dao vào đây. Đây không nhá. Đó, các bác xỏ những con dao vào đây. Chiều dài của nó là vào khoảng 45cm không nhá. 45cm. Đấy. Dài của nó được 45cm không nhá. Đó, thông số rất là rõ ràng luôn. Và 1, 2, 3, 4 này. Đấy, 4 ngăn như này. Nói chung các bác có thể dắt được cho em hàng lúc hàng 20 con dao vào đây vẫn ok. 20 con dao rất ok luôn. Các bác lên mã giúp cho em là thanh cài dao. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác với giá đó là 130k bao ship, hàng Việt Nam chất lượng cao. Đây, inox con này, đó inox 304, thiết bị vệ sinh. Đấy, rất là ngon lành luôn. Giá là 130k. Các bác lên mã giúp cho em là thanh cài dao nhé, thanh cài dao 130k. Đó, giá cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy, con này thì nó là dòng đa di năng rồi, vừa thành cài dao rồi vừa treo đồ treo đàn lên được hết cô nhá. Đấy nó rất là tiện dụng. Nên mã giúp cho em là thanh cài dao cô nhá. Đó. Tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái mã sản phẩm đó là cái thảm này. Đấy các bác lên mã giúp cho em là thảm đỏ Nhật cô nhá. Đó. Cực kỳ hợp lý cho các bác thì hôm nay em sẽ có một cái video chi tiết
chuyên review các cái mẫu LED mà bên em đang phân phối trên thị trường để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh thì đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em sẽ đi vào chi tiết luôn các bác nhá. Đó, và để cảm nhận thì mời các bác đến với các cái mẫu LED bên em. Đấy, đặc biệt là cái mẫu LED pháo hoa này, cực kỳ là đỉnh cao luôn các bác nhá, cực kỳ là đỉnh cao của nghệ thuật luôn. Đấy, các bác quan sát kỹ cái mẫu LED pháo hoa của bên em và em sẽ điều chỉnh các cái chế độ cho các bác trải nghiệm. Sau đó thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết này. Mẫu LED đuổi hạt ngọc này, đấy, mẫu LED đuổi hạt ngọc này, rồi LED dây 5m này và rất là nhiều các cái mẫu LED khác để trân trọng gửi tới các bác nhá. Đó. Đây, đầu tiên thì em sẽ điều chỉnh cái con LED pháo hoa này cho các bác xem nhá. Đấy, chế độ tỏa ra này. Đấy, tỏa ra này. Đó, chế độ thu vào này. Và rất là nhiều các cái chế độ khác nhau để các bác có thể điều chỉnh này. Đấy, thu vào này. Đấy, các bác thấy không? Đây, thu vào đây. Các bác thấy không? Rất đẹp luôn nhá. Tỏa ra này. Đấy, rất nhiều chế độ các bác nhá. Đây, chế độ xoay vòng này. Đấy. Rồi chế độ tự động này. Các cái chế độ luôn. Đấy, chế độ đi ra này. Đây, đi ra. Đấy. Nguyên màu này. Đi ra này. Đi dưới đi lên này. Đấy, các bác thấy không? Rất nhiều chế độ luôn. Tỏa ra này. Đấy, bắn theo kiểu pháo hoa này. Quá tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó. Bắn theo kiểu pháo hoa này. Đấy, pháo hoa đi xuống này. Đấy, pháo hoa đi xuống này. Tiếp theo là pháo hoa đi lên này. Đấy, pháo hoa đi lên cho các bác xem nhá. Đó. Rất nhiều chế độ luôn. Các bác nhá, rất nhiều chế độ luôn. Đó. Nói chung là rất tuyệt vời ông mặt trời luôn để các bác có thể trải nghiệm cái em LED pháo hoa này các bác nhá. Đấy, pháo hoa đi lên này. Tiếp theo là đến chế độ là tự động này. Đây. Đấy, nói chung là rất nhiều chế độ khác nhau để cho các bác có thể lựa chọn. Thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng mẫu mã một các bác nhá. Đó. Các cái số hotline của bên em đây, các bác có thể liên hệ này. Đấy, đây là cái bộ LED pháo hoa các bác nhá, hàng đựng trong hộp như này. Hàng siêu chất lượng đựng trong hộp như này luôn các bác nhá. Đấy. Hàng của bên em là hàng của hãng. Đấy, đựng trong hộp như này, cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Các bác có thể về tải app lên và kết nối điện thoại rất ok. Thì cái này thì nói chung là tùy các bác muốn tải thì tải thôi, nó không có quan trọng. Tại vì nó đã có điều khiển từ xa rồi. Các bác nhận được hàng là hàng trong hộp như này. Về các bác bóc qua cho em. Đó, các bác bóc qua cho em. Đây. Bóc ra này, ở trong của nó thì nó sẽ bao gồm là các cái chi tiết này. Thứ nhất là cái đầu cắm USB này, đầu cắm USB đây các bác nhá. Đó. Tiếp theo là cái cuộn dây LED này. Một cái lõi này, cái này cái lõi bên trong và cái này là cái điều khiển này. Đấy. Thì em sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bác cái cách cắm nhá. Đấy. Cái này cắm thì nó rất đơn giản thôi. Đây là cái dây dài này. Về các bác dỡ ra một cái là cái dây dài này các bác cắm luôn vào đầu USB này cho em. Và khi các bác cắm ấy thì kết nối cho em đúng đầu nhá. Đây nó có cái lẫy này. Đấy, có cái lẫy này. Đây em sẽ lấy nét chi tiết cho các bác xem. Đấy, có cái lẫy này các bác này, hai cái lẫy này và lẫy này các bác cắm nó phải gặp nhau như này. Đấy, anh tạch phát này là nó vào này. Đấy, còn khi các bác tháo ra thì hơi nhấc cái lẫy này thì các bác mới tháo ra được. Hơi bấm cái lẫy này lên để tháo ra này. Đấy các bác nhá. Đấy, cắm vào như này. Cắm vào như này, sau đó thì các bác cắm vào cái ổ USB nhà mình. Và đây nó có cái nút điều khiển này. Các bác có thể điều khiển trực tiếp ở đây hoặc là dùng cái con điều khiển này, dùng cái con điều khiển này cũng được, tùy theo. Muốn điều khiển như nào thì điều khiển. Sau đó các bác bắt đầu cắm vào điện này. Đấy, cắm vào USB cho em. Về các bác cắm vào cái ổ USB nhà mình các bác nhá. Đó. Cắm vào cái ổ điện thoại nhà mình. Đó, là bắt đầu lên luôn. Đây nhá. Đấy, nó sẽ lên như này các bác này. Đấy, nó sẽ lên như này. Thì sau đó thì các bác bắt đầu dỡ dần ra. Các bác cứ để điện này cũng được, để điện này dỡ dần ra cho em. Đó, dỡ dần ra là cái dây này đầu tiên là dây sống 1m này. Nó sẽ đến kết thúc ở đây là cái dây sống 1m này. Thì các bác cắm cái dây sống 1m này vào cái con nguồn này cho em. Đấy, và đây nó có một cái màu xanh đậm đây này. Đấy, nó có cái màu xanh đậm đây. Đấy, màu xanh này. Thì các bác cắm đúng vào cái màu này cho em. Đấy, nếu như mà ở đây nó hai màu nó na ná như này thì các bác có thể là cắm vào bên này. Đấy, cắm vào cái bên đằng sau này. Đây, ở đây nó có cái ấy các bác nhá. Đấy. Cái này nó sẽ hơi bị vằn dây nhưng không vấn đề gì cả. Đấy. Thì ở đây nó sẽ có là cái đây cái lẫy này các bác này, đây cái sống này. Đấy, nó có cái sống này thì các bác cắm đúng cái sống này ngửa lên cho em. Đây, cắm đúng cái sống này ngửa lên cho em. Đó. Ví dụ như các bác cắm vào đây mà nó không lên thì các bác rút ra, cắm đảo sang bên này. Tại vì hai cái nó rất là liền nhau. Đấy, cho nên là mình chỉ cắm là một trong hai cái đấy thôi. Sau đó các bác cứ dở dần ra. Dở dần ra và mình sẽ cắm kết nối vào đây. Nếu như các bác cắm vào cái sống này mà nó lên luôn. Đấy, như này lên luôn là chuẩn này. Đấy, lên luôn là chuẩn. Thì hai cái này. Đấy, cái này nhiều khi người ta dán ấy, người ta không để ý, nó sẽ hơi bị lệch nhau một tí. Đây. Đấy, cái tim này nó lại không đúng vào cái phần cắm này. Thì các bác có thể là rút ra. Đấy, cắm lại. Đây, như em thử cắm thử sang bên này xem. Đó, thì cắm sang bên này tức là con này nó vẫn lên bình thường. Đấy, chứng tỏ là nó sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều các bác nhá. Không ảnh hưởng gì nhiều và bác cắm hết lượt cho em. Sau đó thì các bác bóc cái phần băng dính xanh này ra để mình dán vào tường là xong. Dán vào tường như em đã dán đấy. Thì con này nó cũng rất là đơn giản như vậy thôi. Đây. Đấy.
Cái bộ này của nó là em đã cắm hoàn chỉnh như này vào đây, cắm hoàn chỉnh như này. Đấy, để điều khiển lên rất là ngon lành luôn các bác nhá. Đấy. Và điều khiển đây. Đấy, em sẽ điều chỉnh cho các bác xem này. Đấy. Ví dụ như là đây, các bác điều chỉnh thì điều chỉnh vào cái USB nhá, chứ các bác đừng điều chỉnh ra ngoài. Điều chỉnh cho em vào cái USB thì mới được. Đấy. Và đây là cái điều khiển của nó này. Đấy. Chế độ nháy này. Các cái chế độ nháy luôn các bác nhá. Đó. Nháy ra nháy vào này. Đấy. Rất là ngon lành luôn các bác nhá. Đó, đây. Đấy. Nói chung là con này thì nó rất là dễ sử dụng thôi. Đấy, các bác lưu ý là điều khiển đây. Và cái mắt này các bác dọi vào cái USB kia cho em. Đấy, dọi vào cái cục USB này này. Lưu ý các bác, khi các bác điều khiển ấy thì phải dọi vào cái ổ USB này các bác nhá. Đấy, đừng dọi ra ngoài. Dọi ra ngoài nó sẽ không được đâu. Đấy, đây em điều chỉnh này. Các cái tông màu khác nhau này. Đấy, các chế độ nháy rồi các tông màu khác nhau, các kiểu con này điều được luôn. Đó, các bác nhá. Đó thì là các bác lên cho em là LED pháo hoa, LED pháo hoa không nhá. Con này thì bên shop đang bán với cái giá là 240.000. Đấy, mã đầu tiên là các bác lên cho em là LED pháo hoa. Đấy, LED pháo hoa. LED này. LED pháo hoa nhá. Đó. LED pháo hoa. Con này thì bên shop bán là 240k cho cái mã LED pháo hoa này nhá. Lên mã cho em là LED pháo hoa 240.000 một bộ. 240k. Đấy. 240k một bộ này. LED pháo hoa 240k nhá. 240k cho một cái bộ LED pháo hoa này. Rất là ok luôn các bác nhá. Đó. Mã tiếp theo. Đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là LED hạt ngọc con này. Đây. Cái mã này của em thì nó là LED hạt ngọc này. Đây, LED hạt ngọc. Con này dây của nó là 10 mét đây các nhá. Con này thì có thể thả vào nước được luôn, các bác thấy không? Đây, thả vào nước tòng tòng này vẫn ok không nhá. Đó, đây. LED hạt ngọc này. Đấy. Hộp của nó thì như này các bác này. Con này là LED hạt ngọc này, dây của nó là 10 mét này. Đấy. Dây của nó là 10 mét. Cái này thì các bác lên cho em là LED hạt ngọc các nhá. Đó, LED hạt ngọc. Đấy, lên cho em là LED hạt ngọc. Đấy, lên cho em là LED hạt ngọc. Con này thì dây của nó dài là 10 mét đây. Đấy, dây dài 10 mét có điều khiển luôn các nhá, có điều khiển luôn. Đấy, của nó thì là thuộc cái dạng là dây hạt ngọc như này. Đấy, dây hạt ngọc này là dòng này là chuyên chống nước các nhá, chuyên chống nước. Các bác dùng thoải mái luôn, dùng thoải mái luôn các nhá. Này, này. Đấy, cái này các bác có thể là co này, kéo này. Đấy, co kéo giẫm đạp này. Dòng này của nó là dòng chống nước các nhá, dòng chống nước. Co kéo giẫm đạp rồi xoắn rồi thoải mái luôn các nhá. Đấy, đập phá này, vò này. Đấy, thoải mái luôn. Đây các bác này, đây, em giẫm cho bác xem này. Giẫm này, đấy các bác nhá. Đấy, các bác có thể bỏ lên bàn đập thoải mái luôn, không hề ấn gì các nhá. Đấy, rất là ngon lành. Thì cái này của nó là nó thuộc cái dạng là LED hạt ngọc nhá, LED hạt ngọc chống nước. Con này thì chống nước các bác để ngoài trời là ok. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ LED hạt ngọc như này. Giá của nó là đi 150.000, 150.000 các bác nhá. Thì các bác lên mã giúp cho em là LED hạt ngọc cũng nhá. Đó. Cầm cho anh mấy tờ giấy đây luôn. Mấy tờ giấy ghi đơn đấy. Lên cho em là LED hạt ngọc này. Đó, LED hạt ngọc. Lên cho em là LED hạt ngọc. Con này thì 150k. 150k và bao ship không nhá. Đó, 150k bao ship cho cái mã LED hạt ngọc này. Đấy, đây. Của nó như này các bác. Đấy. Dây dài là 10 mét các nhá. Đấy. Dây dài là 10 mét. Đấy thì các bác lên cho em LED hạt ngọc hoặc là LED 10 mét được. Đấy. Tiếp theo bên em có cái bộ 5 mét. Đây. Cái bộ này là bộ 5 mét này. Đây. Bộ này là bộ 5 mét các bác này. Đấy, 5 mét thì con 5 mét này là nó có cả ấy luôn, nó có cả gì có cả cái gọi là nó có cả cái con này thì cũng có điều khiển các bác nhá. Đây. Con này là con 5 mét. 5 mét thì có cả cục nguồn luôn. Đấy, con này là dòng 5 mét này. Đây. 5 mét này. Cái này thì không chống được nước nhưng mà có cả cục nguồn luôn. Về các bác chỉ việc cắm vào là xong thôi. Cũng có điều khiển, có cục nguồn, về các bác cắm vào là xong. Đây, bộ của nó đây các bác này. Đấy, bộ của nó đây. Cũng có điều khiển các bác nhá. Có điều khiển luôn. Để cho các bác sử dụng có điều khiển từ xa luôn. Đấy, rất là tiện các bác này. Đấy, con 5 mét này cũng có điều khiển luôn. Đấy, em đang ấn điều chỉnh đấy các bác này. Đó. Nháy loạn sang ngậu luôn các bác nhá. Đấy. Thì con này của nó cũng có điều khiển luôn các bác nhá. Đó, đây, em đang nhấn đây. Con này các bác có thể bóc ra dán vào tường được. Đấy. Bóc ra dán vào tường hoặc là các bác muốn dán cái vị trí nào tùy ý. Đây là cái dây 5 mét thôi nhá. Dây 5 mét. Đấy các bác có thể bóc dán được. Đấy dây 5 mét. Bóc ra và dán vào là xong. Đó. Cái này là dây của nó là 5 mét thôi. Dây của nó là 5 mét. Thì các bác lên cho em là LED 5 mét này. Lên cho em là LED 5 mét. LED dây 5 mét. Cái này thì là 110k. 110k nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là LED dây này. Đó. LED dây 5 mét này. Đấy 5 mét. Giá bên em đang gửi tới các bác cái giá là 110k. 110k bao ship nhá. Đó. Còn LED hạt ngọc 10 mét là 150.000. Đó, 150.000. Tiếp theo em lên cho bác đó là cái con bộ LED dây 20 mét. Đấy, cái này là dây 20 mét đây.
Con này thì nó chỉ có điều khiển ở đây thôi, chứ không dây dợ lằng ngoằng. Đấy, điều khiển ở đây, các bác thích thì điều khiển cơ bằng tay này thôi. Đó, bỏ anh cái biển. Điều khiển cơ bằng tay như này này thôi. Con này thì điều khiển trực tiếp như này. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác mỗi con led dây 20m như này. Đấy, con này là led 20 cũng nhá. Các bác lên mã giúp cho là led 20. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác với cái giá là đi đây. Led 20, 20m. Đấy, bên shop đang gửi tới các bác với cái giá là đi 60k một bộ này. Đấy, 60k. 3 bộ là bên em sẽ bao ship 180k và bao ship cho 3 bộ này. Đó, dòng này thì nó là phân khúc giá rẻ rồi. Đấy, dây bóng cũng tương đối là dày bóng các nhá, rất là dày bóng luôn. Rất dày bóng luôn các nhá, rất là ok. Đây các bác này. Đó. Rất là dày bóng luôn. Mã này thì bên shop đang gửi tới các bác một con led led dây như này là giá của nó là đi đấy, giá của nó là đi 60.000, 60.000 dây 20m các nhá. 60.000 cho 20m dây. Nói chung là giá rất hạt rẻ luôn. Trên thị trường thì nó chỉ có dây 5m, dây 10m nó cũng bán 40-50.000 rồi. Đấy, bên em bán có 60.000 luôn nhá. Đấy, đây là tất cả các mẫu led của bên em. Đó, thì em sẽ giới thiệu chi tiết và sẽ đây, em sẽ test cho các bác xem luôn từng mẫu một các bác này. Đấy, từng mẫu một luôn để các bác cảm nhận các nhá. Đó, đây. Đây là cái con pháo hoa này. Đây. Con pháo hoa thì vừa nãy các bác xem rồi thì em cho các bác xem lại một chút nữa. Đó. Con pháo hoa này rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Và nó có thể điều chỉnh các cái chế độ được luôn. Đấy. Các chế độ khác nhau. Các nhá, nó các chế độ khác nhau này. Đấy, rất là nhiều chế độ các bác có thể điều chỉnh tùy chỉnh theo các bác nhá. Đó. Rất nhiều chế độ. Đây, em sẽ điều chỉnh cho các bác xem. Đây nha các bác xem kỹ cái led pháo hoa nhá, em sẽ điều chỉnh các chế độ nhá. Đây, đấy, các bác thấy không? Chế độ led này. Đấy, em sẽ bấm từng nút một cho các bác xem. Sáng này. Đấy. Đây, các chế độ sáng này. Đấy. Nháy ra này, đấy. Rất nhiều chế độ luôn, các bác có thể kết nối điện thoại để chỉnh trên app này. Đấy, các cái chế độ này. Đây các bác nhá. Đó. Cái này mà chỉnh xem các cái chế độ thì mất nhiều thời gian lắm các bác. Đó. Đây. Đấy. Các cái loại màu khác nhau này, các chế độ nháy này. Đấy, chế độ đứng yên này. Đấy, tỏa ra này. Đấy, tỏa vào này. Đây các bác nhá. Đó. Rất nhiều chế độ luôn. Đây. Đấy, màu đỏ này. Đấy các bác nhá, rất nhiều chế độ luôn. Đấy các bác thấy không? Tỏa ra, tỏa vào này. Rất là đỉnh cao luôn các bác nhá. Đó. Đấy, rồi các cái màu khác nhau nữa. Nói chung là rất tuyệt vời luôn. Giá thì cực kỳ là hạt rẻ cho các bác coi nhá. Đó. Đấy, nháy theo nhạc này rồi các cái chế độ luôn coi nhá. Đó, nói chung là rất tuyệt vời. Đấy, một cái con led pháo hoa như này rất đỉnh cao luôn coi nhá. Đó, 240.000 cho cái con led pháo hoa này. Tiếp theo là đến cái con led ngọc đây, con led ngọc đây này, con led ngọc là dây bên trên, còn con led dán tường thì mắt dày hơn là dây bên dưới. Đấy, các bác chọn con nào cũng được coi nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy. Các cái bộ của nó như này. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh. Đấy, nói chung là rất ngon lành cành đào luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý các bác nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác video lần sau.